Làm thế nào để có một cuộc sống hạnh phúc là câu hỏi của nhiều người. Tuy nhiên, trên con đường tìm kiếm hạnh phúc, có một số hành vi và thói quen ngăn cản bạn đạt được mục tiêu. Dưới đây, các chuyên gia tâm lý chia sẻ các thói quen trong suy nghĩ và hành động có thể ảnh hưởng nhiều nhất đến hạnh phúc của bạn, cùng với lời khuyên tốt để chống lại sự tiêu cực. Hổ thẹn, tội lỗi và lo lắng. Tamika Lewis, giám đốc lâm sàng và người sáng lập phòng khám WOC Therapy ở California, Mỹ, cho biết, tôi nghĩ rằng sự hổ thẹn, cảm giác tội lỗi và lo lắng là những yếu tố phá vỡ hạnh phúc phổ biến nhất. Khi bạn đang trải qua một trong những cảm giác này, bạn đang bắt mình làm con tin cho những trải nghiệm trong quá khứ hoặc tương lai, chuyên gia nói. Vì vậy, chúng ta không ở trong thời điểm hiện tại, và điều đó thực sự làm gián đoạn sự hài lòng và niềm vui. Lewis lưu ý rằng rèn luyện lòng vị tha với bản thân là một cách để chống lại những cảm xúc này. Chuyên gia cho biết sự hổ thẹn, cảm giác tội lỗi và lo lắng là những yếu tố phá vỡ hạnh phúc phổ biến nhất. Nữ chuyên gia cho biết lòng biết ơn là một cách khác để giúp chống lại cảm giác hổ thẹn, tội lỗi và lo lắng. Tôi biết điều đó hơi sáo rỗng, nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể tập trung vào những điều mà chúng ta biết ơn. Vì vậy, nếu chúng ta có xu hướng chỉ trích về cơ thể hoặc công việc của mình, thì việc cảm ơn cơ thể hoặc cách chúng ta thể hiện là một cách nhanh chóng để vượt qua những cảm xúc này, Lewis nói. Không hành động, một số nhà trị liệu cho biết nhiều khách hàng của họ thường không theo đuổi các hoạt động, quyết định hoặc niềm đam mê khiến họ hạnh phúc. Điều này có thể giống như việc bạn ở trong một mối quan hệ không trọn vẹn. Tôi nghĩ đối với một số người, họ thấy. Sidney Chi nói, đôi khi việc không hành động trong cuộc sống của bạn cũng liên quan đến việc bạn không có mối liên hệ chặt chẽ với chính mình. Hành động để sống một cuộc sống tràn đầy niềm vui phải có chủ đích. Chuyên gia nói, trong một xã hội khi mà chúng ta luôn luôn di chuyển, hành động cần phải phù hợp với những gì đang diễn ra trong cuộc sống của bạn, như mục tiêu và nguyện vọng của bạn. Hãy theo đuổi đam mê của bạn. Sidney Chi giải thích, nếu bạn không dám hành động vì bạn quá sợ làm hỏng việc, thì đó là tình trạng tê liệt. Sidney Chi thường khuyên khách hàng của mình hãy thực hiện những bước nhỏ. Điều này có thể không thú vị bằng những bước lớn vì không có sự hài lòng ngay lập tức, nhưng thay đổi thường đến từ những bước nhỏ. So sánh bản thân với người khác, Stephanie Danbeck, một chuyên gia về công tác xã hội ở Nassau, New Hampshire, Mỹ, so sánh là một hành vi khác lấy đi hạnh phúc của bạn. Danbeck nói, tư duy so sánh là điều bạn nghĩ đến khi lướt qua mạng xã hội và bạn thấy người này dường như có tất cả cuộc sống của họ trên những bức ảnh và bài đăng thật tuyệt vời. Nữ chuyên gia lưu ý rằng ngay cả khi bạn không thực sự nói hoặc nghĩ rằng tôi muốn cái này hay ước gì tôi có cái này, thì chỉ cần nhìn thấy một bức ảnh cũng có thể khiến bạn tự nhiên so sánh mình với những người bạn theo dõi trên mạng xã hội. Danbeck nói, đôi khi điều đó có thể tốt, giữ cho mọi thứ luôn cạnh tranh và giúp chúng ta học hỏi, phát triển và luôn cố gắng trở thành người giỏi nhất. Nhưng tôi nghĩ đôi khi chúng ta đã đi quá xa với điều đó. Khi bạn thường xuyên so sánh bản thân bạn với những người khác hoặc so sánh những gì bạn có với những gì người khác có hoặc không có. Danbeck nói, bắt đầu ngày mới với lòng biết ơn, có thể là một cách tuyệt vời để định hình một ngày của bạn theo hướng tích cực và khiến cảm giác đó tiếp diễn. Ngoài ra, hãy cố nhớ rằng những gì bạn thấy trên mạng xã hội hoặc những câu chuyện được chọn lọc mà bạn nghe được từ những người thân yêu không phải là bức tranh toàn cảnh. Savon Mollobon, một nhà tâm lý học Washington, D.C., nói, chúng ta thường không biết những khoảnh khắc khó khăn nhất của mọi người, những thăng trầm của họ. Không có kết nối mạnh mẽ với chính mình. Theo chuyên gia Sidney Chi, khi trưởng thành, việc thiếu kết nối mạnh mẽ với bản thân sẽ làm tổn hại đến hạnh phúc của bạn. Cô giải thích, điều đó có thể giống như không biết giá trị của chính bạn, những hạn chế, điểm mạnh của chính bạn. Khi đó, cảm xúc của bạn về bản thân xuất phát từ ý kiến của người khác và của toàn xã hội. Ngoài ra, nếu bạn không biết giá trị, giới hạn và điểm mạnh của chính mình, bạn sẽ gặp khó khăn trong việc xác định những điều khiến bạn cảm thấy thỏa mãn, hoặc ngược lại, những điều khiến bạn chán nản. Chuyên gia nói điều quan trọng là phải hiểu bản thân, bao gồm cả việc chấp nhận những sai sót của mình. Điều đó không có nghĩa là bạn nhắm mắt làm ngơ trước những hạn chế của mình, mà quan trọng là cách bạn tiếp cận chúng, Sidney Chi nói. Sự cô lập, theo Lewis, sự cô lập là nguồn gốc chính của sự bất hạnh và thậm chí là trầm cảm. Chúng ta được kết nối trên mạng xã hội, nhưng tôi nghĩ điều quan trọng là chúng ta phải nghĩ xem mình đang kết nối với ai trong một ngày của mình. Hãy thường xuyên gọi điện, ăn tối cùng người thân. Lewis cho biết việc không kết nối với những người thân yêu hoặc bạn bè trong nhiều ngày đã trở nên quá phổ biến và điều đó có thể dẫn đến cảm. Để giữ cho bản thân không cảm thấy bị cô lập, hãy gọi điện cho người thân, mời bạn bè hoặc hàng xóm đến nhà uống nước hoặc lên kế hoạch đi ăn tối với đồng nghiệp sau giờ làm việc. Bước đầu tiên là bạn phải có ý định làm điều này. Lewis nói, khi thức dậy, hầu hết mọi người đều nghĩ về danh sách việc cần làm dày đặc của họ.
Tôi thích nghĩ về việc mình muốn cảm thấy thế nào trong ngày hôm nay, bạn biết đấy, điều đó khiến một ngày bắt đầu theo một cách khác. Ví dụ, nếu Louis muốn cảm thấy thoải mái, cô ấy sẽ nghĩ về những thứ mà cô ấy có thể thêm vào trong ngày của mình để gợi lên cảm giác đó. Tôi biết có những tổn thương sâu sắc hơn mà tất cả chúng ta đều phải vượt qua, nhưng điều duy nhất chúng ta có thể kiểm soát là khoảnh khắc chúng ta có trước mắt, cô nói. Không biến hạnh phúc thành mục tiêu. Theo Sidney Chi, đối với những khách hàng là thanh niên của mình, một điều mà tôi luôn khuyến khích họ ghi nhớ là tránh coi hạnh phúc là mục tiêu hoặc đích đến cuối cùng của mình. Khách hàng của tôi thường nói, tôi chỉ muốn được hạnh phúc, và sau đó tôi sẽ hỏi họ, đối với bạn, hạnh phúc trông như thế nào? Và họ sẽ nói, tôi muốn kết hôn, tôi muốn tham gia chương trình sau đại học, tôi muốn giảm 10 cân. Rất nhiều người trong số họ thấy rằng khi họ đạt được mục tiêu, vẫn còn rất nhiều những vấn đề trong cuộc sống họ chưa đạt được hạnh phúc, Sidney Chi nói. Thay vì xem hạnh phúc như một đích đến, hãy nghĩ về nó như những lựa chọn trên đường đời. Sidney Chi nói, một phần của việc đón nhận và cởi mở với hạnh phúc là chấp nhận những thăng trầm. Cô ấy khuyến khích mọi người nhớ rằng ngay cả trong những thời điểm tồi tệ nhất của bạn, bạn phải cởi mở để tìm kiếm những điều tốt.